Hôm nay mình xin được chia sẻ đoạn video clip ngắn này. Khi các bạn xem xong video, hãy nhớ thật kỹ và bình tĩnh thực hành đúng để cứu giúp người nhà cũng như người thân thoát khỏi cơn đột quỵ nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin mời các bạn cùng xem chuyên gia Tony người Úc sẽ hướng dẫn chúng ta trong video này. Cục máu đông này trong bản thân chúng ta đều có những cái cục máu đông. Có điều khi mà nó đủ lớn á, thì nó bắt đầu chạy lên, ví dụ bơm lên não. Nhưng mà bây giờ làm sao cái cục máu đông do đâu ạ? Một phần là do cơ thể chúng ta nó khi già đi á, tự nó tạo ra cục máu đông. Do cái nhịp tim lúc này nó không có đập như lúc nãy, chúng ta nói là bùng bùng giống như là bình thường. Mà vì một cái lý do gì đó không biết, cái nhịp tim bắt đầu nó đập sai lệch đi. Thì trong quá trình đập sai lệch như vậy đó, thì sẽ còn một số máu nó không bơm ra hết tim. Tức là bình thường là máu phải bơm toàn bộ ra khỏi tim rồi vô lại. Bây giờ vì cái nhịp đập sai lệch, máu không bơm vẫn còn một số, một cái lượng máu nhỏ nó đọng lại ở tim ạ. Và đến khi nào mà nó đọng đủ nhiều, nó tạo thành những cục, nó dính lại với nhau tạo thành cái cục máu đông ở trong cái tim. So wherever the blood pools, the blood clot will form. And when that blood clot is big enough, it will come out of the heart and circulate around the body. Yeah. Như vậy cái máu đọng trong tim do cái nhịp tim không đều, không bơm ra hết, nó dính lại với nhau, nó đọng lại cục, và khi đủ cái cục máu đông nó đủ lớn, nó sẽ phóng ra ngoài tim, nó di chuyển theo cái tuần hoàn của máu. And the body will keep making these clots. And sometimes these clots will stick together and become big clots. And when one of these big clots goes into your brain, you're having a stroke. If it goes into your heart muscle, you're having a heart attack. Và khi nó ra, nó đi vào tuần hoàn máu thì có thể nó lành kích với một số những cái mạng xơ vữa hoặc là những cái trong máu chúng ta nó tạo cục máu đông lớn hơn nữa. Và khi nó cục máu đông nó bơm lên tới động mạch cổ lên não chẳng hạn, nó đâu ở đâu đây, nó bị tắc nghẽn ở đó, nó không cho máu bơm qua cái phần còn lại, thì sẽ gây ra là máu không bơm lên lại phần còn lại của não, thì gây ra là bị một cục máu não. Hoặc là một nguyên nhân khác là do vỡ động mạch cổ não, hoặc một lý do khác nữa. Còn ví dụ cái cục đó mà nó vì lý do nó nằm ở trong tim, nó chắn là không cho máu bơm lên những cái nhóm cơ tim còn lại, thì nó gây ra là nhồi máu cơ tim. But if you get to hospital in time, you will be given some medication through a vein that will go to where the blood clot is and dissolve the clot, and it disappears. Yeah, như vậy khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu sớm và chúng ta đưa đến bệnh viện, đúng bệnh viện á, có những cái thiết bị máy scan, người ta chụp, người ta sẽ biết được là cục máu đông nó đang nằm ở đâu. Và nếu mà là cục máu đông, người ta chỉ việc chích thuốc là thuốc là tan rã cái cục máu đông ra là vấn đề. But you must recognize that there is a problem and go to hospital. So for stroke, firstly, maybe you see somebody in your neighborhood walking around like this, somebody you know. Yeah, còn nếu mà do vỡ mạch máu não thì tùy lớn hay nhỏ, người ta phải cái lớn người ta phải mở hộp sọ và phẫu thuật. Rồi bây giờ chúng ta nói về đột quỵ ha, thì chắc anh chị sắp từng thấy người đi như vậy đúng không? Người ta may mắn sống sót khỏi một cơn đột quỵ, người ta chết một phần não thôi, cho nên là cái người ta vẫn bị liệt. This person has had a stroke. This part of the brain is damaged, this part of the body not working. Only a small amount of damage. If it was bigger, they would be dead. Yeah. Như vậy, cái người mà liệt bên phải đi, thì não bên trái, máu không lên, bị chết não bên trái đâu, thì sẽ gây ra liệt bên phải. But we must recognize, and how we do it is we use a thing called a FAST test. Và như vậy, chúng ta là người nhà, người thân, chúng ta cần giúp nhận diện những cái dấu hiệu sớm. Chúng ta nói trước về đột quỵ thôi nha. Và cái dấu hiệu này viết tắt tiếng Anh là FAST. Viết tắt của ba cái chữ cái này cộng chữ hai nó có nghĩa là nhanh chóng ha. Thì fast nó tạo ý nghĩa là nhanh chóng, và chữ phase đầu tiên. So look at this face. It's one side hanging down. Và chúng ta quan sát face là cái mặt, là chúng ta quan sát là mặt nạn nhân có dấu hiệu bất đối xứng. Nhìn tôi nhìn bên kia kìa. Như con ngủ dậy xong tự nhiên thấy một bên miệng nó méo. Tập trung nghe. Hoặc là mắt nó méo xuống. Và nặng hơn là cả nửa mặt nó méo chảy xuống. Vậy đây là dấu hiệu đột quỵ. It was not like that before, that is a stroke. They need to be in hospital. When they get to hospital, they will get what's called a CT scan to see what the problem is. Maybe it's a blockage from a blood clot, or maybe a blood vessel has burst and there's bleeding into the brain. Yeah. Và có dấu hiệu này lập tức đưa bệnh viện, người ta chụp CT scan, người ta sẽ biết được là vỡ mạch máu não hay là bị cục máu đông, thì ta xử lý theo. If it is a blockage, a blood clot, some drugs, dissolve clot, no problem.
If it is bleed, the surgeon has to drill holes, let the blood out and repair damage. A little bit more complicated, but we cannot tell until the CT scan in hospital. Yeah. Như vậy là vỡ mạch máu não thì lại phải coi là nặng nhẹ, nhẹ thì có thể uống thuốc nặng để mở sọ ra, phẫu thuật rút máu ra, phẫu thuật vân vân. Nhưng mà chúng ta phải xác định được bệnh viện nào có khả năng làm việc đó ở tại cái khu mà chúng ta sinh sống gần nhà của công ty phải có cái chức năng này. So next is arm weakness. Cái chữ hai arms là tay. Chúng giả sử là người nhà tự nhiên cầm cái ly, cầm không nổi hoặc đang cầm rớt, chúng ta lập tức nói họ đưa hai tay thẳng ngang vai. Nếu mà có một cái lực không đều giữa một bên, ví dụ như là họ không đưa lên được, họ đưa lên phải giữ không được trong 10 giây. Khi chúng ta đếm từ 1 đến 10 mà họ giữ không nổi, như vậy là có cái lực không đồng đều giữa hai tay, là đây là dấu hiệu đột quỵ. If both arms are not equal strength, go to hospital, that is a stroke. Không cần phải chờ hết các dấu hiệu này ra hả? Chỉ cần một trong những dấu hiệu này. Next is speech. Sometimes the victim can hear you and they talk back to you, but the words make no sense. They're just words, make no sense at all. Or sometimes they try to speak and just go blah, 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 blah. Nothing. Or sometimes no words at all. Cái dấu hiệu gì mà nó khó khăn với việc nói à? Lưỡi miệng của họ khó khăn, mở miệng, cảm giác cử động không nói ra lời, không nói đều vào giống như này, như là hoặc là họ nói mà nó ngọng nghẹn, bình thường không có như vậy, thì đây là dấu hiệu đột quỵ. If you can get victim to hospital within 3 hours of this starting, perfectly fixable. Nếu chúng ta nhận diện sớm một trong những dấu hiệu này và chúng ta đi trong khung thời gian vàng á, từ 1 đến 3 tiếng ngay khi có một trong những dấu hiệu này thì cái khả năng cứu của họ rất là cao. The longer we wait, the more of the brain is dying off, the bigger the damage. Càng chờ thì cái máu không bơm phần não đó sẽ bị chết càng lớn à, càng rộng ra. Next is heart attack. Most people having heart attack have never had one before, so they don't know how to describe it. But what they all say is, I feel sick. I just don't feel well. Because they don't know how to describe it. They're waiting for the Hollywood version, or the movie version of heart attack, which is big pain here, down the arm, up the jaw, and fall down. And that is the end of the heart attack. It could have been started hours or days beforehand. Các dấu hiệu này thường có thể đã biểu hiện trước đó vài tuần rồi, vài tuần, vài ngày, vài giờ rồi mà không chú ý. Chúng ta qua cái bệnh máu cơ tim cũng giống vậy, biểu hiện trước. Thường là nạn nhân họ, bản thân họ không biết, họ không có dấu hiệu gì rõ rệt lắm. Họ cảm thấy có thể là tức ngực, hơi nặng nặng ngực, hơi khó thở. Nhưng mà họ thường sẽ nói là chắc là không có bị sao đâu, chắc là mệt bình thường, già mà. Và họ thường là chờ đến khi nào mà dấu hiệu rất là nặng á, giống như xem trong phim á. Thì cái đó Hollywood mà bên mình chắc là phim Hàn Quốc đúng không? Là phải ôm tim ha, đau lan qua cánh tay trái, đau hai cái vùng xương trên cắp tay, đau hàm, nhức đầu dữ dội. Nhưng mà chờ dấu hiệu đó là quá trễ rồi, khó thôi. Dấu hiệu đó là giai đoạn cuối, khó cứu được. At the beginning they will say I feel sick and my chest feels tight, yeah. Like somebody pushing or heavy, not big pain, just heavy. Tony nói bên đó hàng tuần, bởi vì Tony vẫn đi làm á, tiếp xúc khoảng 4-5 ca bị nhồi máu cơ tim. Và khi hỏi họ thường là nó không có thấy gì nhiều, cảm thấy hơi mệt, thấy giống như là có cái gì hơi nặng nặng, là không có đau nhiều ha, hơi nặng nặng trong ngực, giống như có ai đó đẩy đẩy cái gì đó, cảm giác như vậy thôi. It's hard as a big muscle and it's dying, that's why it feels heavy. But also say it's hard to breathe. So victim will usually be like. Họ có nếu khó thở, họ có hướng cuốn về phía trước, họ ôm ngực, họ thở khó khăn hơn. Bởi vì lúc này cơ tim của mày có một phần cơ tim không có máu bơm đã chết dần, nên nó chết dần cơ tim là một nhóm cơ, cơ chết dần nó có nặng, mà thấy nó nặng mà. And they will be pale. Mình quan sát mặt thấy xanh xao, da xanh xao, đổ mồ hôi, có thể muốn ói hoặc là ói luôn hoặc là muốn tiểu tiện gì đó. Đại khái là những dấu hiệu đó, không người có mà không có. That is what heart attack looks like. That's when we need to go to hospital. Other things will happen later, like big pain here, maybe down this arm, maybe in the jaw, maybe here, maybe there. All sorts of other things happen, but that's what heart attack looks like at the start. Như vậy càng để lâu các cái việc càng nặng hơn như lúc nãy tôi nói. Như vậy thì chúng ta thấy chính mình hay là người nhà thân có những cái việc nhẹ vậy thì lập tức đưa được viện.
for this victim, they need aspirin and go to a hospital. Trong lúc đó chúng ta kêu cứu, xin lỗi, kêu cấp cứu. Và nếu trong nhà mình có sẵn thuốc aspirin thì chúng ta cho họ uống một viên aspirin, chỉ dùng trong trường hợp bị đông máu cơ tim thôi nha. Cho uống aspirin. So they will get another aspirin in hospital, but give them one anyway, no problem. Aspirin will not fix the problem, but aspirin will stop any more blood clots for the next 5 days. Yeah. Và aspirin sẽ giúp là làm loãng máu đi, hạn chế tạo những cái cục máu đông mới, nhưng mà những cục máu đông cũ nó không giải quyết được. Và nếu là có aspirin thì đối với trường hợp nhồi máu cơ tim, còn đối với đột quỵ nó không cho aspirin. Lỡ mà do bị vỡ mạch máu não rất là hại thôi. Ta nhìn mắt thường mà đột quỵ ta không biết đó. Cho nên aspirin chỉ dùng trong trường hợp nào bị nhồi máu cơ tim thôi. They must not walk, must not exert themselves, must go to hospital either by ambulance, not on their own. Và bệnh nhân, những cái trường hợp này, bệnh nhân này bắt buộc phải đưa đi bệnh viện bằng xe cấp cứu hoặc phải ít nhất cũng được bằng taxi ha, không cho được một lái xe máy, không tự đưa đi. Because their heart can stop at any minute. Tại vì lý do là tim họ có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Sometimes somebody has no signs or symptoms, just stand there and fall down. Bây giờ chúng ta qua trường hợp thứ ba là có những khi nào các anh chị nghe bị đột tử, người rất là khỏe mạnh bình thường, không có tiền sử về tim mạch, họ đi khám trước đây bình thường hết sức, nhưng mà họ đột tử. This is called sudden cardiac arrest. This means the electrical system of the heart not functioning, so the heart stops pumping blood. No signs, no symptoms, down. Nó không có dấu hiệu gì trước hết ạ. Họ khỏe mạnh hoàn toàn và cái này nó gọi là bị ngưng tim, bị bệnh ngưng tim đột ngột. Và cái này là không phải do cục máu đông, không do tắc nghẽn gì, mà là do có một cái rối loạn điện tim. Đó là tim chúng ta để co bóp được á, nó phải có những cái điện tim. Và vì lý do gì đó mình không biết, tùy cơ thể tự nhiên cái điện tim này có rối loạn là không làm cho tim họ đập được bình thường nữa. Nó chỉ rung rẩy, cái tim nó rung rung rẩy thì thôi, vì cái dòng điện tim nó không bình thường thì nó sẽ gây ra đột tử. Và như vậy ngay lúc đó, thời điểm đó, và vì lý do gì không biết ha, vì không biết là do bị vấn đề gì, niệm sao mà họ ngưng tim. Chúng ta lắng nghe hơi thở, không thấy hơi thở khó khăn, ngưng tim lập tức chúng ta cho nằm ngửa ra và chúng ta làm thao tác hồi sinh tim phổi hoặc là hồi sức tim phổi giống nhau. Mình hay nói là hô hấp nhân tạo đó, bây giờ ta gọi là hồi sinh tim phổi, hồi sức tim phổi. Tiếng Anh nó là CPR, đó là viết tắt của chữ và sau khi đây là viết tắt của chữ cardiopulmonary resuscitation, nó dài lắm ha. Cho nên là ai mà học qua cái lớp sơ cứu rồi, người ta đều nói là làm CPR đi, là học làm cái chữ viết của chữ. Từ giờ tới đây chúng ta nói CPR. Và như chúng ta thấy là tim nó nằm ngay giữa ngực ạ. Tí nữa cái vị trí mà chúng ta tạo cái lực lên để hồi phục sức tim phổi thì họ là ngay giữa ngực ạ. Và sau khi chúng ta làm CPR xong, đây là làm CPR cho nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng để nguyên áo ha, tay để giữ ngực, chúng ta tạo cái lực, tí nữa chúng ta học cụ thể. Làm CPR thì giúp cho duy trì được tim, máu bơm đến tim não và các tạng chính, duy trì được sự sống của nó thôi. Và phải đưa vào bệnh viện, hoặc là nếu mà có được cái máy khử khuẩn tim thế này thì nạn nhân sẽ được sốc tim. Sốc tim thì may ra cái tim họ tự đập trở lại thì họ sẽ sống lại. Và cái máy này gọi là máy khử rung tim, hoặc là máy sốc tim ngoài tự động. Nó tự động bởi vì nó được cài đặt sẵn, nó có một cái giọng nói. Hiện giờ là bằng cái máy nào trung tâm, tí nữa chúng ta sẽ được hướng dẫn cách dùng. Not too many of these in Vietnam just yet, but in the West, every building has many of them. Anybody can use them. Don't need. Và tiếng Anh nó viết tắt của cái máy này là chúng ta thấy chữ này. AED, chữ A là viết tắt của chữ tự động, automated. E là external, là bên ngoài, tại vì có những máy khử gắn không đi luôn. Và chữ D, defibrillator, là cái máy khử ha. Thì ở nước các nước phát triển, cái nước phương Tây, cái máy AED này khắp mọi nơi, nó giống như cái bình chữa cháy của mình. Nó quy định tất cả mọi tòa nhà sân bay, tòa nhà như này, mỗi công ty phải có. Và để tiếp tâm ở Việt Nam mình thì hiện nay chưa, sân bay chưa thấy. Ở một số công ty đã có rồi, ví dụ là vừa rồi công ty La Roche là công ty về dược phẩm, thuốc men, dược của chị sĩ á, hôm bữa đào tạo cho họ mang cái máy này ra.
họ để ở đây tiếp tân, và một số văn có khoảng 2-3 văn phòng là có, không biết công ty mình đã có mấy này. Có lẽ là sau khóa học thì chúng ta nên yêu cầu ban giám đốc mua trang bị cái máy này khoảng 2-3 ngàn đô một cái. Nên để ở văn phòng, mà vì có trường hợp mà ngưng tim á, làm CPR rồi mà không có cái máy này thì khả năng sống họ cũng thấp hơn. Như vậy bây giờ chúng ta học qua cái thao tác làm cái kỹ thuật hồi sinh tim phổi, và đây là thao tác quan trọng cốt lõi của lớp sơ cấp 1. Tất cả chúng ta học những cái này rất là chắc chắn. We have to be the victim's heart. The victim's heart has stopped pumping blood. We do CPR, does not restart the heart. What we do is we squeeze, push blood, push. We have to be the victim's heart for them. Bây giờ chúng ta hiểu về CPR trước. CPR là gì ạ? CPR lúc này là nạn nhân đã ngưng tim, tim không tự đập được nha. Và chúng ta phải đứng sớm đủ, tức là phải có mặt ở đó và thực hiện sớm đủ. Thì chúng ta lập tức, khi có dấu hiệu vừa ngưng tim phải lập tức, lúc này tay của chúng ta, cái lực trong tay chúng ta chính là cái máy bơm đè lên lồng ngực của nạn nhân, đè lên cuống tim. Và khi đè lên như vậy thì với cái lực như thế này, nó giúp cho máu bơm đến tim, bơm đến não, thận, bốn cái tạng chính á, duy trì được cái sự sống của bốn cái tạng chính thôi. Có nghĩa là nó chỉ duy trì được sự sống thôi, còn cái tim nó không tự đập trở lại được. Tức là chúng ta làm CPR để duy trì sự sống của bốn tạng chính này. Khi nào có cái máy thử rung tim thì cái nó truyền điện qua, nó kích lại làm tim nó nảy lên, nó có máy ra, nó có thể đập trở lại được. Còn như vậy nếu mà chúng ta có cái máy này mà không ai làm CPR hoặc làm CPR quá trễ, có nghĩa là chúng ta không có làm gì hết, có đội cấp cứu 10 phút sau tới thì tim đã chết rồi, các bạn đã chết hay không cũng không biết gì hết. Nên phải, quan trọng là phải phát hiện sớm và làm ngay lập tức. So when do we start CPR? Remember at the start, we check for response, we check for breathing, with airway breathing. At the start, we found the victim was breathing. But if the victim is not breathing normally, then we do CPR. Dạ rồi. Bây giờ CPR là như vậy đúng không ạ? Chúng ta là cái máu bơm giúp duy trì rưới máu cho bốn tạng chính của duy trì sự sống của nạn nhân. Rồi, bây giờ khi nào làm CPR? Khi nào ạ? Chúng ta không cần biết lý do tại sao ngưng tim, chỉ cần biết là chúng ta thấy nạn nhân, chúng ta lập tức làm các bước DIS, AB là kiểm tra hơi thở, đến bước mà breathing á, kiểm tra hơi thở mà thấy không thở bình thường hoặc không có dấu hiệu thở, lập tức làm CPR. Can you show the normal breathing as air goes in? Chúng ta coi tôi đi giả cái hơi thở không bình thường ạ. Someone whose heart just stopped beating, not normal. They might be going, trying to breathe, không thở bình thường, not breathing. Or sometimes they might go, and then 20 seconds later might do that again. That's not normal. If it's not normal, start doing CPR. Rồi, như vậy khi kiểm tra hơi thở, trong trường hợp mà nó không thở thì nó rõ ràng không nghe hơi thở hết. Trường hợp không thở bình thường là sao? Là như tôi đang vừa làm. Vậy giờ trong trường hợp chúng ta không biết là có bình thường không bình thường, hay cứ lật ra làm CPR, cứ lật ngửa ra họ ra làm CPR, lỡ mà là họ đau quá, họ bình thường mà đau quá chúng ta nghe nhầm thôi, đau quá họ la làng thì như vậy là khi nào làm CPR chúng ta biết còn bất kỳ lý do gì không còn hơi thở hoặc thở khó khăn rồi. We need to do it with rhythm. Và cách làm the rhythm. Thứ nhất là cái nhịp điệu, giống như tim chúng ta bơm máu chúng ta phải có nhịp điệu, chúng ta không làm nhanh cũng không làm quá chậm, phải có nhịp điệu giống như tim của mình đập á. Và cái nhịp điệu tí nữa chúng ta sẽ theo cái nhịp điệu của cái bài hát Stay Alive, là cái nhịp điệu nó giống như nhịp tim của người lớn bình thường ạ. Và cái vị trí là ngay giữa lòng ngực của nạn nhân ạ, cái vị trí là chúng ta ngay giữa hai đầu ngực ạ, ngay giữa. Cái này về phía trái cũng được, cái này về phía phải cũng được, không sao. Miễn sao là cái vùng lực lớn nhất của cánh tay của chúng ta, của bàn tay để lên giữa là được. Rồi, đó là vị trí. Và khi nào làm rồi, làm cho đến khi nào ạ? Làm đến khi nào mà có cái máy này đến, máy tự rung tim đến, hoặc khi nào cô tới phòng cấp cứu có cái máy này, hoặc
là tốt là trong trường hợp nạn nhân nó đau hết. Như vậy là làm cho đến khi nào chúng ta biết rồi. À, quan trọng tí nữa chúng ta làm, chúng ta phải đảm bảo CPR liên tục trên người nạn nhân ha. Chỉ khi làm 2-3 phút chúng ta mệt quá rồi ngồi nghỉ là xong ha. Cho nên là mệt quá chúng ta, tại sao đầu tiên chúng ta phải kêu cứu á. Xong rồi mình đến, khi nào người kia quỳ sẵn đối diện với mình, sẵn sàng 1-2-3 truyền tay qua, không có cho nạn nhân ngưng CPR bất kỳ một phút nào ha. Ok, bây giờ mời các bạn chúng ta. Bây giờ mình làm cái nha, mình làm hồi sức tiêu phổi ạ. Đúng. Đây, đây, đây là ngực nha. Đây, vô. Ngay, đây này. Đó, ngay đây là ngực. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Con ngồi thẳng lên chút xíu nè. Nói gì chứ mà. Thẳng lên, đừng có ngồi lên cái mông nha, ngồi thẳng lên. Con đang dùng mới cái lực của tay con dùng cái lực này để đỡ mệt. 3, 4. Rồi tới con Nguyên vô. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, có lực xuống. Không ai tới cứu là cứ nhúc qua. Đúng rồi, dùng nguyên lực của người này mà đây mình đè xuống nè, chắc là không dùng dài dài. Đúng rồi. Mà... à nguyên lực có lỗ phải sao? Chứ còn nếu mình vòng vòng thì tay nó yếu nó mỏi lắm. Vòng từ mông vòng lên mà làm giống như là nãy leo lên giống gì đó. Cái này. Ok, Johnny.